ngày 18 tháng 5, Hội Cựu Chiến binh xã Bục Nhiêu cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện Hội Cựu Chiến binh huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã Bục Nhiêu, cùng với 77 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 324 hội viên cựu chiến binh trong toàn xã. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh xã Bục Nhiêu luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội khóa 6 đã đề ra. Cán bộ hội viên luôn phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Cựu Chiến binh xã luôn tích cực tham gia phong trào đóng góp xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, công tác nghĩa tình đồng đội, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu Chiến binh xã Bục Nhiêu đề ra các mục tiêu nhiệm vụ, đó là tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động phong trào hội, thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức hội các cấp. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã. Đồng chí Lê Đình Dũng tiếp tục được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Bục Nhiêu, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời đại hội bầu 6 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.